Vì sao người Việt lại bỏ đi thứ này khi mà cả thế giới đang rao riết săn lùng? Xương mướp thường chỉ được dùng làm miếng rửa bát, vì thế ai cũng kinh ngạc khi biết chúng còn có thể làm những điều không tưởng sau đây. Xương mướp là phần ruột của phần quả mướp đã già. Phần xơ này thường rất cứng và thô nên không thể dùng làm gì ngoài việc chùi rửa chén bát. Nhưng mới đây, một số nhà khoa học đã phát hiện ra nhiều công dụng đặc biệt của xương mướp, khiến cả thế giới phải săn lùng phế phẩm này của Việt Nam. Chữa bệnh trĩ, táo bón, đi ngòi ra máu. Trong đông y, xương mướp thường được gọi là tiêu qua lạc, có vị ngọt dịu, tính bình, có tác dụng cầm máu, thông kinh lạc, chống co thắt, thúc sởi, lợi tiểu, chữa bệnh trĩ, đi ngòi ra máu. Vì thế từ lâu, các nước Đông Nam Á đã biết tận dụng xương mướp để chữa trị táo bón, đi cầu ra máu và đặc biệt là bệnh trĩ. Để làm được điều đó, người ta lấy xương mướp già, cạo sạch vỏ và nướng trên than củi. Sau khi thấy phần xương mướp đã vàng, họ bắt đầu đem xắt chúng với vài lá sâm đen. Nước này được chia ra uống khoảng 3 lần trong một ngày. Thực hiện đều đặn có thể giúp nhuận tràng, giảm đau. Chỉ với nguyên liệu đơn giản này, căn bệnh trĩ quái ác cũng nhanh chóng bị tiêu diệt. Chữa tắc sữa. Đây có lẽ là một trong những triệu chứng thường gặp nhất ở những bà mẹ có con nhỏ. Mặc dù không quá nguy hiểm, nhưng điều này cũng gây ảnh hưởng không hề nhỏ đến sức khỏe bà mẹ và cả đứa bé. Vì thế, để hạn chế tình trạng không mong muốn này, tốt nhất bạn nên dùng một cái xơ mướp. Đun với 10 quả bồ kết gai, một củ hành tươi. Bạn dùng nước sắt để uống làm 2 lần trong ngày. Dùng liên tục 2-3 ngày, tình hình sẽ được cải thiện đáng kể. Các bà mẹ bỉm sữa hết lo rồi nhé. Thanh nhiệt cầm máu. Từ xưa, y học cổ truyền đã biết sử dụng xơ mướp như một phương thuốc đơn giản giúp cơ thể thanh nhiệt cầm máu. Theo công bố, xơ mướp sau khi được sao cháy thành than có thể giúp cầm máu rất tốt. Ngoài ra, ông bà xưa còn dùng xơ mướp để chữa chứng ban huyết, nóng trong người, phế tỳ thận yếu. Bạn nên trữ một ít xơ mướp trong nhà cùng với phục linh, trạch tả, vỏ bí xanh, hạt ý dĩ, sao uống để đề phòng các triệu chứng trên lúc cấp bách. Nhớ ngay bài thuốc này nếu chẳng may bị xuất huyết hoặc nóng trong người bạn nhé. Chữa ho hen. Một công dụng tuyệt vời khác của xương mướp là giúp chữa các chứng hen suyễn, khó thở ở những người có vấn đề đường hô hấp. Không chỉ ở Việt Nam, các quốc gia châu Á khác, đặc biệt là Trung Quốc, đã biết tận dụng xương mướp chữa các chứng ho hen, khò khè, khó thở. Phương pháp này cũng vô cùng đơn giản. Người ta băm nhỏ khoảng một nhúm xương mướp đã được làm sạch và xoa vàng lên. Sau đó, dùng hạt cây rau đay, loại đay trái dài, đập dập rồi sao lên. Cuối cùng, bạn trộn đều hai nguyên liệu này lại và sắc uống lúc còn nóng. Ngày chỉ cần uống 2 lần và duy trì đều đặn khoảng 3 ngày là sẽ thấy ngay kết quả kỳ diệu. Người bị ho hen giờ đây không cần quá lo lắng vì đã có bài thuốc từ xưa mướp. Trị đau thấp khớp. Đối với những người có tuổi, xưa mướp đã phát huy công dụng tuyệt vời trong việc điều trị đau thấp khớp vô cùng hiệu quả. Chỉ cần lấy sơ, sắc cùng với rễ mướp, mộc thông, tỳ giả uống ngày 3 lần. Bài thuốc này vừa dễ uống lại phát huy công dụng rất tốt. Quan trọng hơn, chúng không mang lại tác dụng phụ và khiến cơ thể khó chịu như các phương thuốc khác. Ngay cả chứng đau lưng khó trị cũng không thành vấn đề với những miếng xương mướp nhỏ bé. Với nguyên liệu đơn giản này, mỗi gia đình đều có thể tự trang bị cho mình những bài thuốc vô cùng hữu hiệu, nhưng giá cả lại rất bình dân. Chúng không kén đối tượng sử dụng, lại chữa được nhiều chứng bệnh khác nhau, nên chắc chắn sẽ có lúc bạn cần dùng đến loại nguyên liệu dân giả này. Hãy trữ sẵn một ít xương mướp trong nhà, nếu không dùng, trị bệnh thì vẫn có thể dùng chúng để cọ rửa chén bát hoặc làm bông tắm cũng rất tốt đấy. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Trị rụng tóc bằng nha đam, giúp tóc chắc khỏe ngay tại nhà. Rụng tóc thì không ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng lại gây tâm lý thiếu tự tin, ngại giao tiếp của người bệnh với bề ngoài. Tuy nhiên,
ít ai biết được bí quyết trị rụng tóc bằng nha đam, chỉ cần kiên trì. Kết quả mang lại khiến bạn hoàn toàn bất ngờ. Bài viết dưới đây hướng dẫn bạn cách trị rụng tóc bằng nha đam. Tác dụng trị rụng tóc của nha đam. Theo truyền thuyết Ai Cập, nữ hoàng Cleopatra đã sử dụng nha đam để tạo ra một làn da mịn màng, tươi tắn. Còn đại đế Hy Lạp Alexandros đã dùng nha đam để chữa vết thương cho binh lính của mình trong những cuộc viễn chinh. Những dòng chữ tượng hình và những hình vẽ còn lưu lại trên những bức tường ở những đền đài Ai Cập cho thấy cây nha đam đã được biết đến và sử dụng cách đây hơn 3.000 năm. Nha đam có rất nhiều vitamin với hàm lượng cao. Hầu hết các loại vitamin đều có trừ vitamin D. Đặc biệt, hàm lượng vitamin A, D, carotin, C và E đều cao. Một hàm lượng nhỏ vitamin B1, B2, B3, B12. Các vitamin có tác dụng thúc đẩy các nang tóc phát triển nhanh chóng và khỏe mạnh. Axit salicylic có trong lá nha đam là một hợp chất tương tự aspirin. Nó có tác dụng chống viêm và kháng khuẩn, giúp ngăn ngừa các bệnh về da đầu như viêm căng tóc, trị gầu hiệu quả. Chính vì vậy, nha đam không chỉ được dùng để trị rụng tóc mà còn giúp tóc mềm mượt khỏe mạnh, đồng thời ứng dụng làm đẹp da hiệu quả. Bí kíp trị rụng tóc bằng nha đam. Trị rụng tóc bằng nha đam và mật ong. Nha đam kết hợp với mật ong là cách trị rụng tóc được nhiều người áp dụng bởi tác dụng kép, ngăn rụng tóc và trị tóc sơ rối, gãy rụng. Cách trị rụng tóc bằng nha đam và mật ong được thực hiện như sau. Dùng dao tách đôi lá nha đam để lấy thịt nha đam, sau đó ép lấy nước cốt nha đam. Trộn đều nước nha đam với 2 thìa mật ong nguyên chất. Sau khi gội đầu và làm khô tóc, bạn dùng hỗn hợp nước ép nha đam và mật ong thoa đều lên da đầu và cả tóc. Massage da đầu nhẹ nhàng để các dưỡng chất thấm đều. Sau khoảng 20 phút thì gội lại bằng nước lạnh. Thực hiện 2-3 lần mỗi tuần để đạt hiệu quả tốt nhất. Dùng gel nha đam trị rụng tóc. Các nhà khoa học cho biết, gel nha đam tươi khi chà lên da đầu có tác dụng kích thích về mặt sinh học, giúp tóc mới màu phát triển. Do đó, nhiều người đã dùng gel nha đam nguyên chất để chữa rụng tóc tại nhà. Bạn lựa chọn một lá nha đam thật to, rửa sạch, dọc hai bên lá rồi lấy thìa cạo lớp gel nha đam bên trong, bôi lên vùng da đầu bị hói. Để một lúc cho khô rồi gội sạch. Bạn sử dụng thường xuyên từ 2-3 lần trên một tuần. Trong một thời gian sẽ cảm nhận được kết quả, bởi nó không chỉ giúp những vùng bị hói nhanh chóng mọc tóc lại mà còn giúp tóc khỏe mạnh, mượt mà hơn. Trị rụng tóc bằng nha đam và chanh. Chanh kết hợp với nha đam không chỉ trị rụng tóc hiệu quả mà còn có tác dụng làm sạch da đầu, ngăn ngừa gầu. Axit tự nhiên trong nước cốt chanh giúp diệt khuẩn kháng viêm, ngăn ngừa các bệnh về da. Cách thực hiện như sau. Tách bỏ lớp vỏ xanh rồi xay nhuyễn thịt nha đam và lọc lấy nước cốt. Trộn đều nước cốt nha đam với nước cốt của một quả chanh tươi. Sau khi gội đầu và làm khô tóc khi tóc còn độ ẩm, bạn hãy dùng hỗn hợp nước nha đam và nước cốt chanh thoa đều lên tóc và da đầu. Massage nhẹ nhàng để các dưỡng chất thẩm thấu đều vào nang tóc. Sau khoảng 15 phút thì gội lại bằng nước sạch. Thực hiện đều đặn 2-3 lần mỗi tuần để có hiệu quả tốt nhất. Trị rụng tóc bằng nha đam và dầu dừa. Nha đam và dầu dừa đều là hai nguyên liệu làm đẹp được nhiều chị em lựa chọn và sử dụng. Nha đam và dầu dừa cung cấp các dưỡng chất cho tóc, giúp tóc mọc trở lại nhanh chóng khỏe mạnh. Cung cấp độ ẩm cho tóc, giúp tóc không còn khô và sơ. Dùng gel nha đam trộn với một lượng dầu dừa vừa đủ. Sau khi gội đầu và làm khô tóc, bạn dùng hỗn hợp gel nha đam và dầu dừa massage tóc và da đầu. Sau khoảng 20 phút thì gội lại bằng nước ấm để loại bỏ dầu thừa. Thực hiện đều đặn 2-3 lần mỗi tuần, tình trạng rụng tóc sẽ được giảm bớt đáng kể đấy. Trên đây là phương pháp tự nhiên giới thiệu tới bạn với hiệu quả một thời gian nhất định. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Bí kíp chữa rụng tóc nhanh bằng cỏ măng trầu.
Bạn đang lo lắng với tình trạng rụng tóc nhiều nhưng không biết làm cách nào để ngừa rụng tóc và kích thích tóc mọc nhanh hơn. Hãy yên tâm, bí kíp chữa rụng tóc nhanh bằng cỏ mần trầu sẽ giúp bạn xóa tan nỗi lo đó, giúp mái tóc hồi sinh sức sống trở nên chắc khỏe và bồng bềnh hơn. Trong dân gian có rất nhiều bài thuốc chữa bệnh rụng tóc rất hay và dĩ nhiên không thể không nhắc đến thảo dược trị rụng tóc hiệu quả, cỏ mần trầu. Cỏ mần trầu có tên khoa học là Eleusis indica, thuộc họ lúa, được gọi với nhiều tên như mần trầu, tên khác là ngưu căn thảo, thanh tâm thảo, cỏ chỉ tía, cỏ gián, cỏ bắc, cỏ vườn trầu. Theo y học cổ truyền, mần trầu có vị ngọt nhạt, tính mát, không độc, có tác dụng lương huyết, thanh nhiệt, mát gan, giải độc, lợi tiểu, hạ áp, hạ sốt và sốt rét. Có tác dụng chữa phong nhiệt, kẽ lửa, mụn nhọt, mẩn ngứa, chữa đá dầm mỡ trẻ, chữa viêm tinh hoàn, tăng huyết áp và không thể không nhắc đến công dụng chữa rụng tóc, trị tóc bạc sớm khi nhắc đến cây cỏ này. Nhờ chứa axit cyanhydric là một vị thuốc mát, thường dùng để nấu nước gội đầu làm trơn tóc, mượt tóc, ngăn rụng tóc. Bí quyết kích thích tóc mọc trở lại nhanh và trị rụng tóc hiệu quả bằng cỏ mần trầu có thể thực hiện theo hai cách sau. Hai cách trị bệnh rụng tóc hiệu quả bằng cỏ mần trầu. Cách 1. Dùng cỏ mần trầu. Lấy một nắm cỏ mần trầu tươi, lấy phần lá và thân tươi, bỏ bông và rễ. Sau đó đem rửa sạch, rồi cho vào nồi, đổ đầy nước, đem nấu cho nước xanh thì bỏ phần bã. Tiếp tục đun qua lại còn khoảng 1 lít là được. Để nước thuốc chữa rụng tóc này nguội, làm 3 lần, cách nhau ngày bằng cách. Gội đầu sạch bằng dầu gội đầu bình thường. Sau khi tóc khô, bạn lấy một chén nước cỏ mần trầu, dùng bông gòn bôi thấm vào chân tóc. Đợi đến khi chân tóc khô lại, tiếp tục thấm cho đến khi hết chén nước. Sau vài lần thực hiện, bạn sẽ thấy tình trạng rụng tóc được cải thiện đáng kể. Đều đặn áp dụng, bạn sẽ giải từ vấn đề sớm mà thôi. Cách 2. Dùng cỏ mần trầu, hương nhu và bồ kết. Bạn cũng có thể nấu nước gội đầu trị rụng tóc bằng cách lấy cỏ mần trầu, hương nhu, mỗi thứ một nắm, đem rửa sạch, rồi cho thêm 2 và quả bồ kết nướng cháy vào nồi thêm nước đun. Đợi nước này nguội, đem gội đầu mỗi tuần 2-3 lần, sẽ thấy lượng tóc rụng giảm nhiều. Tóc cũng bóng mượt, xương mềm và khỏe mạnh hơn. Thực hiện kiên trì một thời gian, bạn sẽ thấy lớp tóc mới mọc dài hơn. Ngoài ra, bạn có thể chuẩn bị một nắm nhỏ cỏ ngũ sắc và khoảng 2 trái bồ kết khô, rồi đem nấu nước gội đầu để trị gầu, chống ngứa và ngăn ngừa tình trạng rụng tóc hữu hiệu. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Kinh nghiệm chữa tóc rụng bằng cây sả. Em thấy có nhiều mẹ than thở bị gầu, rồi rụng tóc sau sinh quá. Sẵn có tí kinh nghiệm lận lương, em chia sẻ công thức cách chữa rụng tóc bằng cây sả nhé. Công thức đơn giản chỉ gồm 50ml dầu ô liu, mua ở siêu thị, lọ extra virgin là dùng được cho da và tóc. Một cây sả ngắn, mua ở chợ, siêu thị. Vỏ bưởi, hạt vỏ cam chanh, cắt nhỏ, chỉ lấy phần vỏ xanh thôi, không lấy vỏ trắng các mẹ nhé. Bưởi ở quê, họ hàng biếu nên yên tâm. Còn mẹ nào sợ phun thuốc thì có thể mua bột vỏ cam, chanh ở các shop nguyên liệu mỹ phẩm. Cách làm cũng rất dễ. Các mẹ chỉ cần bắt chảo nhỏ nhấc lên, cho dầu ô liu vào đun. Cắt xả thành những lát nhỏ cho vào dầu, đảo đều. Mẹ nào muốn tóc nhanh dài thì cho thêm vỏ bưởi cắt nhỏ, còn không thì thôi ạ. Đun tầm 10 phút thôi là được. Đợi dầu nguội rồi cho hỗn hợp vào lọ dùng dần ạ. Bảo quản. Dùng được vài tháng các mẹ ạ. Vì không có nước nên không cần bảo quản gì lít cứ cả. Để nhiệt độ phòng là được. Chẳng cần cho vào tủ lạnh luôn vì nó là dầu mà. Cách chữa hết gầu bằng cây sả. Mỗi lần các mẹ cho vài giọt dầu ra tay, xoa xoa, làm ấm rồi massage khắp da đầu, có thể ủ lại càng tốt ạ. Sau khoảng 20-30 phút thì gội và xả bình thường. Các mẹ đừng lo gội, sẽ lấy đi lớp dưỡng chất đó. Thời gian 20 phút là đủ để dầu thấm vào gốc tóc rồi ạ.
nếu không gội có thể làm da đầu bị nhờn, tóc bết khó chịu. Tác dụng của cây sả. Sả có tác dụng diệt khuẩn, trị gầu, giảm ngứa rất tốt. Dầu ô liu có tác dụng nuôi dưỡng gốc tóc nên tóc sẽ mọc khỏe, dày. Vỏ bưởi thì quá nổi tiếng về công dụng kích thích mọc tóc rồi nên em không nói thêm nữa. Công thức thì có thế thôi nhưng rất hiệu quả các mẹ nhé. Em đã làm thử và vẫn đang duy trì ạ. Tóc chẳng những hết hẳn gầu, hết rụng tóc mà trộm vía, tóc mọc dài hơn trước nữa. Mẹ nào áp dụng thì fanpage hiệu quả cho em với nhé. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Ăn một quả ổi liên tục trong 3 ngày, kết quả sẽ khiến bạn bị sốt. Điều kỳ diệu gì xảy ra khi bạn ăn một quả ổi liên tục trong 3 ngày, kết quả sẽ khiến bạn bị sốt? Hiện nay, người ta chú ý nhiều hơn đến thực phẩm họ ăn và lượng calo hấp thụ vì nhiều bệnh tật xuất phát từ thói quen ăn uống không lành mạnh. Ăn gì, uống gì để khỏe mạnh luôn là câu hỏi mà nhiều người quan tâm. Có một số loại trái cây mà nếu ăn hàng ngày sẽ đem lại những lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe. Ổi là một loại trái cây cực kỳ quen thuộc với người Việt Nam. Người ta thích ổi bởi vị giòn ngọt, khó quen của nó. Tuy nhiên, có thể bạn chưa biết hết những lợi ích của nó. Điều kỳ dị xảy ra khi bạn ăn một quả ổi trên một ngày trong vòng 3 ngày. Nó sẽ cung cấp cho bạn khối lượng lớn vitamin A, B và các khoáng chất khác. Bên cạnh đó, nó còn có nhiều tác dụng tuyệt vời với sức khỏe. Dưới đây là 10 điều kỳ diệu sẽ xảy ra nếu bạn bắt đầu ăn một quả ổi trên ngày. Hỗ trợ hệ miễn dịch. Thực tế, ổi là loại trái cây thích hợp để giúp bạn tăng cường miễn dịch. Sự ô nhiễm và chất độc chúng ta nhiễm phải hàng ngày khiến hệ miễn dịch của bạn chứa đầy các chất độc hại. Chỉ cần ăn một quả ổi, nó sẽ tăng lượng vitamin C trong cơ thể và giúp bạn có hệ miễn dịch mạnh hơn để thải loại những chất độc này. Giảm nguy cơ mắc ung thư. Các chất chống oxy hóa trong ổi sẽ giúp bạn trung hòa ảnh hưởng của các gốc tự do trong cơ thể. Chính các gốc tự do này gây ung thư. Lợi ích cho tim. Bệnh tim rất phổ biến ngày nay. Một quả ổi sẽ giúp bạn bảo vệ tim và phòng ngừa những bệnh khác. Ổi và lá ổi chứa nhiều dưỡng chất có thể giúp bạn bảo vệ tim khỏi cholesterol và triglyceride. Ổi cũng có khả năng giảm glucose huyết trong cơ thể, giúp bạn kiểm soát mức đường huyết. Tốt cho người bị tiểu đường. Ổi cực kỳ hữu ích cho việc giúp kiểm soát đường huyết của bạn. Nước ép ổi sẽ là chọn lựa hoàn hảo cho bạn. Bạn cũng có thể ăn ổi hoặc làm trà từ ổi để uống. Nó sẽ giúp bạn hấp thu chất xơ tốt hơn cũng như kiểm soát đường huyết. Tốt cho răng miệng. Ổi có khả năng chống mặn bám và ăn ổi sẽ giúp bạn loại bỏ vi khuẩn gây mặn bám trong răng. Nó cũng giúp bạn chống lại đau răng hiệu quả. Cải thiện thị lực. Để cải thiện thị lực, bạn cần vitamin A mà ổi là nguồn vitamin A tuyệt vời. Bạn giảm được nguy cơ mù lòa, đồng thời ổi cũng giúp bạn bảo vệ các tế bào võng mạc. Hỗ trợ da. Ổi giàu các chất chống oxy hóa và chúng có thể giúp bạn đánh bay nếp nhăn và chống lão hóa da. Trị tiêu chảy. Ổi có thể giúp bạn chữa mất nước hoặc tiêu chảy một cách hiệu quả. Tăng cường chức năng tuyến giáp. Nhờ hàm lượng đồng trong ổi, nó giúp bạn cải thiện hoạt động tuyến giáp nói riêng và sức khỏe nói chung. Tăng cường chức năng não. Ổi không chỉ chứa vitamin A và C mà còn có vitamin B3 và vitamin B6. Chúng giúp hỗ trợ chức năng não, giúp bạn có trí nhớ tốt hơn. Với những lợi ích này, lần tới khi đi chợ, đừng quên mua ổi nhé. Bạn sẽ ngạc nhiên bởi những lợi ích mà chúng mang lại đấy. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt.
ngờ bài thuốc đơn giản từ hoa chuối chữa khỏi bệnh đau dạ dày. Nếu bạn bị đau dạ dày, bài thuốc từ hoa chuối có thể là một gợi ý dễ thực hiện và không kém phần hiệu quả cho bạn. Hoa chuối là món ăn dân dã nhưng không xa lạ trong bữa ăn người Việt. Ở góc độ ẩm thực, hoa chuối khá được yêu thích vì nó mang lại cảm giác mới mẻ khi con người đã chán ngấy những món ăn quen thuộc. Hoa chuối có thể dùng để làm nộm, ăn sống, nấu canh xương, canh ốc. Hoa chuối có rất nhiều chất xơ, lại lành hơn vì loại cây này ít sâu nên không bị phun hóa chất, trừ sâu như các loại rau khác. Bên cạnh đó, hoa chuối còn được sử dụng để làm thuốc. Theo đông y, hoa chuối vị ngọt, tính lạnh, có công dụng hóa đàm nhiễm kiên, bình can tiêu ứ, thông kinh hoạt lạc. Chính vì vậy, đông y thường sử dụng hoa chuối để chữa các chứng bệnh như ngực bụng đầy trướng hay ở chua, non nhiều đờm rãi, mắt hoa đầu choáng, đau tức vùng tim, rối loạn kinh nguyệt, chỉ khát nhuận phế, thông huyết mạch, lợi xương tủy. Rất ít người biết rằng hoa chuối còn được sử dụng như một món ăn, thuốc để chữa bệnh dạ dày cực hiệu quả. Nếu bạn bị đau dạ dày, bài thuốc từ hoa chuối có thể là một gợi ý dễ thực hiện và không kém phần hiệu quả cho bạn. Bài 1. Hoa chuối, hoa trà ký sinh trên cây tiêu, có thể mua ở hiệu thuốc bắc, mỗi thứ 15g, sắc với một lượng nước vừa đủ trong khoảng 10 phút rồi lọc lấy nước uống. Bài 2. Nấu cháo hoa chuối với gạo tẻ ăn trong ngày. Với các bài thuốc trên, nên thực hiện một liệu trình 10 ngày, lặp lại các liệu trình cho đến khi khỏi bệnh hẳn. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Năm năm bị đau xương khớp lâu ngày cũng sẽ khỏi nhờ nắm lá này. Mồng tơi là một món ăn dân dã quen thuộc đối với nhiều người trong những ngày hè oi nóng. Ngoài công dụng giải nhiệt, nhuận tràng thì loại rau này được ví như thần dược, giúp hỗ trợ điều trị bệnh đau nhức xương khớp lâu ngày, hiệu quả được nhiều người áp dụng và đã thành công. Hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây để xem hướng dẫn cách chữa bệnh chuẩn nhất nhé. Công dụng chữa lành đau nhức xương khớp bằng rau mồng tơi. Rau mồng tơi có tính hàn, vị chua, có tác dụng trị được nhiều bệnh lý khác nhau như táo bón, đái dắt, tiểu tiện không thông, cầm máu, yếu sinh lý. Nhưng dừng lại ở đó, mới đây các nhà khoa học đã nghiên cứu và kết luận rằng rau mồng tơi có công dụng hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp cho bệnh nhân rất an toàn và hiệu quả. Theo đông y, chứng đau nhức xương khớp thuộc phạm vi chứng tí. Nguyên nhân gây bệnh chủ yếu là do vệ khí của cơ thể không đủ, làm các tà khí phong hàn, thấp và nhiệt xâm nhập vào gân, cơ, xương khớp, kinh lạc dẫn đến sự vận hành của khí huyết tắc lại, gây sưng đau các khớp. Đối với người cao tuổi có càng thận hư hoặc bệnh tật lâu năm khí huyết giảm sút, xương khớp bị thoái hóa, teo cơ, biến dạng và dính khớp. Có rất nhiều cách để chế biến món ăn ngon, bổ dưỡng từ rau mồng tơi. Ấy thế nhưng, để chữa bệnh đau nhức xương khớp thì bạn nên nấu canh xương móng giò với mồng tơi mới phát huy tác dụng trị bệnh. Hướng dẫn cách nấu canh giò mồng tơi trị đau nhức xương khớp. Nguyên liệu cần chuẩn bị: mồng tơi, chân giò và rượu trắng là những nguyên liệu không thể thiếu để chế biến món canh ngon trị bệnh xương khớp. Rau mồng tơi 1 mớ, móng giò 1 cái, rượu gạo 1 chén. Cách chế biến: bước 1. Đem móng giò hơi qua trên lửa để làm cháy sạch các sợi lông, hoặc bạn có thể dùng dao làm cạo, lọt móng và rửa thật sạch. Bước 2. Cho xương vào nồi, đổ ngập nước, cho một thìa muối rồi luộc sơ qua. Khi nước sôi, bạn đem nồi nước xương đổ nước đi, rửa sạch xương. Bước 3. Cho chảo lên bếp, phi thơm hành khô với chút dầu ăn và mắm rồi cho xương, hạt nêm, mì chính, muối bột canh vào xào trong 5 phút. Sau đó đổ nước lạnh sạch vào, ninh sôi, bạn nhỏ lửa. Để ninh xương nhanh, bạn có thể thêm 1-2 viên đá hoặc nước soda vào nồi. Trong thời gian ninh xương, bạn nhặt rau mồng tơi, rửa sạch và thái nhỏ theo sở thích. Bước 4. Khi xương đã chín đều,
Bạn vặn lửa to lên và cho rau mồng tơi vào khoảng 3 đến 4 phút cho nhừ rau. Trước khi nhấc nồi canh xuống, bạn nêm nếm gia vị sao cho vừa ăn. Cuối cùng, hãy đổ một chén rượu vào và quấy đều, dùng canh còn nóng. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Em đau khớp kinh khủng, đẻ xong lại càng đau. Thế mà uống cực lực có 2 ngày nước cà tím thôi, vỡ òa sung sướng luôn các chị à. Chả là em bị đau khớp từ lâu rồi, những lúc bình thường không sao, đến tháng trước tự nhiên đau dữ dội luôn, nhất là ở vùng gối và mắt cá chân, làm em đi đứng khổ sở vô cùng. Ai cũng bảo em còn trẻ tuổi mà đã mắc bệnh này, còn bác sĩ thì nói có thể là do di truyền, vì ở nhà bà ngoại và mẹ của em cũng thuốc thang xương khớp cả mấy chục năm nay rồi. Em cũng uống thuốc đông, tây y đủ cả mà chưa thấy ăn thua gì. Có lúc liên thiên nằm ướt, giá như giờ có cách nào điều trị được bệnh này nhanh chóng thì cả nhà em phải ăn mừng mất. Và đúng là ăn mừng thật các mẹ ạ. Em vô tình đọc được cách chữa khớp từ cà tím và vấn đề cũng chính thức được giải quyết từ đây. Chính nước cà tím đã giúp em và sau đó là mẹ và bà ngoại thoát khỏi những cơn đau viêm khớp hành hạ. Và điều tuyệt vời nhất là vừa có thể uống, vừa sử dụng nước này để thoa lên ngòi da. Sau khoảng 2 ngày là kết quả rồi đấy. Ai người thân đang bị đau khớp thì thử xem nha. Cách làm rất đơn giản. Hãy chuẩn bị một quả cà tím cỡ vừa, 1 lít nước. Trước tiên bạn rửa cà tím và thái thành từng khúc mỏng. Đun sôi 1 lít nước, cho cà tím vào nồi nước vừa đun. Đậy nắp lại, đun tiếp đến khi sôi lại khoảng 2 phút thì tắt bếp. Ngâm cà tím trong nồi nước sôi cho đến khi nước nguội hoàn toàn. Cuối cùng, lọc bỏ phần xác cà tím và chắc lấy phần nước là xong. Bạn cho 3/4 hỗn hợp thu được vào chai thủy tinh, rồi bảo quản trong tủ lạnh. Ước lượng để chia số nước này ra làm 3 bữa, mỗi bữa 250ml. Uống vào 3 bữa, sáng, trưa, tối khi bụng đói hoàn toàn nhé. Tốt nhất là uống trước khi ăn khoảng 30 phút. 1/4 số nước còn lại dùng để chế biến thành thuốc, thoa bên ngoài da. Hãy trộn hỗn hợp này với 50ml dầu ô liu và khuấy đều. Sau đó, bảo quản trong tủ lạnh và dùng mỗi đêm trước khi đi ngủ. Chỉ cần thoa một lớp mỏng lên chỗ đau và dùng băng gạc quấn lại để giữ ấm. Việc kết hợp cả uống và bôi ngoài da sẽ cho bạn kết quả khả quan chỉ sau vài ngày áp dụng. Nếu các mẹ cứ kiên trì, cơn đau khớp không chỉ đỡ mà còn có thể sẽ biến mất vĩnh viễn. Trong quá trình sử dụng nước cà tím chữa bệnh, chị em vẫn có thể kết hợp với các thuốc đông tây y mình đang uống. Cẩn thận hơn, các mẹ hỏi ý kiến bác sĩ xem có được không nhé. Viêm khớp là bệnh phổ biến ngày nay, nó có thể gặp ở mọi lứa tuổi, nhất là đối với người tuổi càng cao thì càng dễ gặp. Bản chất của vấn đề chính là phần sụn bao bọc, các đầu xương của khớp không được khỏe mạnh, bị viêm xương. Nếu như bình thường, sụn khỏe mạnh thì các khớp xương sẽ trượt qua nhau bình thường, giúp cho quá trình sinh hoạt bình thường. Nhưng khi bị viêm xương khớp thì các sụn bị vỡ và mòn đi, khi cử động sẽ làm cho các xương khớp sụn cọ sát vào nhau, gây nên viêm, sưng, đau nhức và làm mất khả năng cử động của khớp. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Sai lầm gây hại nghiêm trọng khi ăn mồng tơi theo cách này, cần bỏ ngay kẻo hối không kịp. Mồng tơi có tác dụng tăng cường và lưu thông tân dịch trong cơ thể, cho nên ở những đối tượng hay bị khô nóng trong người, tiểu gắt, phần khô cứng khi sử dụng cũng mang lại hiệu quả tốt. Có thể nói, không chỉ đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, mồng tơi còn là loại rau tốt cho sức khỏe mà nhiều người thường ăn, đặc biệt vào mùa hè. Rau mồng tơi mát thành nhiệt nên là món rau nhiều người ưa chuộng. Tuy nhiên, không phải ai cũng nên ăn rau mồng tơi.
Theo các bác sĩ đông y, những người bị sỏi thận, tiêu chảy nên tránh ăn rau này. Rau mồng tơi chứa nhiều purin, một hợp chất hữu cơ, khi vào cơ thể sẽ biến thành axit uric. Hàm lượng axit uric trong cơ thể cao sẽ làm tăng nguy cơ bị sỏi thận và làm tăng nồng độ canxi oxalate trong nước tiểu, dẫn đến sỏi thận ngày càng to và trầm trọng. Dân gian thường dùng rau mồng tơi làm rau ăn cho mát, thêm tăng dịch khỏi khô hấu và chống táo bón do mồng tơi có tính hàn lại nhuận tràng. Nhưng cũng tính từ đặc tính này mà người đang bị tiêu chảy, đại tiện lỏng không nên ăn. Nếu cố tình ăn phải, mồng tơi sẽ là nguyên nhân khiến cho bệnh càng thêm nặng, gây khó chịu trong dạ dày. Rau mồng tơi có chứa hàm lượng cao chất xơ. Một chén rau mồng tơi nấu chín có chứa 6 gram chất xơ. Mặc dù chất xơ rất cần thiết trong quá trình thúc đẩy tiêu hóa, tuy nhiên nếu ăn quá nhiều cùng một lúc có thể khiến dạ dày khó chịu, tiêu chảy. Mồng tơi có thể giúp nhuận tràng, điều trị táo bón. Tuy nhiên ăn nhiều rau mồng tơi có thể dẫn tới tiêu chảy. Người có thân nhiệt thấp, đang tiểu lỏng, tiểu chảy không nên ăn nhiều mồng tơi. Bên cạnh đó, người mắc các bệnh viêm lát dạ dày, tá tràng cũng không nên lạm dụng món ăn này. Lưu ý, chú ý dấu hiệu nhận biết rau mồng tơi ngâm thuốc kích phọt gây ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe. Rau mồng tơi, lá ống, mướp là mang màu xanh thiếu ánh sáng. Ngọn vương dài là rau đã được tắm thuốc kích phọt, nên ăn cùng thực phẩm giàu vitamin C. Rau mồng tơi chứa hàm lượng cao axit oxalic, một loại chất hóa học liên kết với sắt và canxi, khiến cơ thể khó hấp thụ các chất dinh dưỡng trên. Để khắc phục vấn đề này, có thể ăn kèm các thực phẩm giàu vitamin C bằng cách kết hợp uống một ly nước cam hoặc cà chua. Vitamin C sẽ giúp cơ thể dễ dàng hấp thụ canxi và sắt. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Bệnh nhân tiểu đường toàn thế giới đang mở tiệc ăn mừng chia tay căn bệnh quái ác nhờ loại lá dân dã chữa bệnh tiểu đường như một phép màu của Thượng Đế, mang lại hiệu quả vô cùng bất ngờ. 1. Khái niệm bệnh tiểu đường. Bệnh tiểu đường, hay còn gọi là đái tháo đường hay bệnh dư đường, là một nhóm bệnh rối loạn chuyển hóa carbohydrate khi hormone insulin của tỳ trong cơ thể bị thiếu. Trong giai đoạn bệnh mới phát, bệnh nhân thường có dấu hiệu đi tiểu nhiều, tiểu ban đêm và do đó làm khát nước. Một trong những nguyên nhân chủ yếu của nhiều bệnh hiểm nghèo và điển hình là bệnh tim mạch vành, tai biến mạch máu não, họa thư, suy thận, liệt dương là bệnh tiểu đường. 2. Phương pháp chữa bệnh tiểu đường bằng lá dứa. Đây là một bài thuốc dân gian được nhiều người áp dụng. Lá dứa là một loại lá có mùi thơm, thường được sử dụng như một thứ gia vị trong ẩm thực. Trong trường hợp dùng để chữa bệnh tiểu đường, cần làm theo các bước sau. Lá dứa mua về rửa sạch, phơi khô, nhưng chỉ phơi trong bóng mát và vẫn giữ được màu xanh. Mỗi lần bạn dùng chừng 10 lá dứa, lấy vào cắt nhỏ, cùng với 2,5 lít nước đun sôi, tới khi thấy còn khoảng 2 lít và bạn uống trong vòng 1 ngày. Có thể uống thay nước lọc. Lưu ý, bạn nên uống trước các bữa ăn chừng 20 phút. Tác dụng hiệu quả, bạn có thể thấy được ngay trong một tuần đầu tiên. Bên cạnh đó cần kiêng cữ ăn uống. Và điều quan trọng hơn, đó là việc thường xuyên tập thể dục. Lưu ý khi áp dụng bài thuốc dùng lá dứa chữa bệnh tiểu đường, bạn nên ghi lại để theo dõi số lượng nước lá dứa mỗi lần uống và chú ý thường xuyên đo lượng đường trong giai đoạn mới uống. Điều đó giúp bạn có thể điều chỉnh số lượng nước lá dứa theo tình trạng bệnh của mình. Và cũng cần lưu ý, không để lượng đường huyết xuống quá thấp, nhất là lúc bạn đang ngủ, đang tắm hay đang lái xe, sẽ rất nguy hiểm. Bên cạnh chế độ ăn uống và vận động, khi áp dụng bài thuốc chữa bệnh tiểu đường bằng lá dứa, người bệnh phải kiên trì thực hiện
thì mới thấy hết tác dụng trong việc giữ đường huyết ổn định và ngăn ngừa biến chứng. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Nhà có bột sắn dây mà không biết bằng cách pha uống thế này để lột xác từ trong ra ngoài thì quả là uổng phí. Biết một trong ba công thức pha uống từ bột sắn dây đảm bảo 100% chị em sẽ mua cả ký về làm đẹp. Với thành phần giàu chất xơ, chứa nhiều vitamin, protein, lipid, glucid và các loại axit amin. Chính vì thế, nếu biết sử dụng bột sắn dây đúng cách sẽ giúp chị em thanh nhiệt giải độc và làm đẹp da an toàn ngay tại nhà. Tham khảo bài viết dưới đây để có 3 công thức pha uống bột sắn dây hiệu quả cho chính mình. 1. Dùng bột sắn dây pha uống sống. Nguyên liệu: 2-3 thìa bột sắn dây, 2 thìa đường trắng, 3 lát chanh tươi, 200-300ml nước lọc, cốc và thìa. Cách làm: hòa tan 3 thìa bột sắn dây, đường trắng vào 300ml nước lọc. Dùng thìa khuấy đều tay trong 3 phút, giúp các nguyên liệu được hòa quyện vào nhau. Hoàn thành xong, bạn cho thêm vài viên đá nhỏ và 3 lát chanh tươi và hỗn hợp trên, giúp thức uống trở nên thơm ngon và đậm đà. Duy trì công thức này liên tục trong khoảng 2 tuần, mỗi ngày một lần vào các buổi sáng hoặc buổi tối trước khi đi ngủ. Nó sẽ giúp làn da trở nên mịn màng, săn chắc tự nhiên. 2. Pha bột sắn dây uống chín. Nguyên liệu: 2-3 thìa canh bột sắn dây, 2-3 thìa đường trắng, 3 thìa canh nước lọc, 150ml nước nóng, cốc và thìa. Cách làm: cho bột sắn dây vào cốc rồi tiến hành hòa tan với một chút nước lọc. Tiếp đó, bạn đổ 150ml nước nóng vào cốc bột sắn dây, dùng thìa khuấy đều trong 2 phút. Ta sẽ thu được một hỗn hợp dạng sệt. Với phương pháp làm đẹp này, bạn nên duy trì thường xuyên trong một thời gian ngắn để đạt được hiệu quả tối ưu. Lưu ý, trước khi uống, bạn có thể trộn thêm vài giọt nước cốt chanh hoặc nước quất tươi sẽ giúp hương vị bột sắn dây thêm hấp dẫn. 3. Kết hợp bột sắn dây để chế biến dạng sệt như nấu chè. Nguyên liệu: 3 thìa bột sắn dây, 3 thìa đường cát, 1 thìa nước cốt dừa, 150ml nước lọc, bát và thìa. Cách làm: cho bột sắn dây, đường cát vào nồi rồi trộn đều với 100ml nước lọc. Bắt nồi lên bếp đun nóng. Sau khi nước sôi, hạ lửa nhỏ, đun liu riu chừng 1 phút thì tắt bếp để nguội. Hoàn thành xong, bạn cho thêm nước cốt dừa vào nồi. Dùng thìa khuấy đều tay, giúp thức uống không bị vón cục mà hòa quyện vào nhau. Có thể nói, việc sử dụng bột sắn dây theo cách này, nó không những đơn giản mà còn giúp bạn chế biến ra một thức uống vừa tốt cho sức khỏe, lại hỗ trợ làm đẹp da. Ngoài ra, bạn có thể kết hợp bột sắn dây để chế biến ra các món chè như chè đậu đen, đậu xanh, chè bưởi cũng rất tốt cho cơ thể. Trên đây là toàn bộ những gì mà chúng tôi muốn chia sẻ đến các bạn. Hy vọng với vài mẹo nhỏ sẽ giúp mọi người trở nên xinh đẹp và quyến rũ hơn. Chúc các bạn thành công! Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt.